Hello, xin chào chúng em quay trở lại kênh KTheme. Thì như ở trong video giveaway trước tặng hub UGREEN ấy, thì có khá là nhiều bạn tham gia nên UGREEN lại gửi mình những phần quà này để mình tiếp tục tặng tới anh em, giveaway như tới anh em. Rồi, ok, thì mời anh em xem trong video này mình sẽ giveaway phần quà gì nhá. Ok, một cái hộp khá là to thì nhiều anh em mà tham gia giveaway thì mình sẽ xin UGREEN tiếp để tặng tiếp tới anh em nhé. Hy vọng là được nhiều anh em tham gia. Đấy, đây là cái bọc của UGREEN luôn này. Cách để nhận những cái phần quà này thì mình sẽ để link ở dưới video nhé. Nói chung là phải nhiều anh em tham gia ấy, thì UGREEN mới tiếp tục gửi mình để mình tặng anh em. Hy vọng là sẽ nhiều anh em tham gia giveaway. Một cái bọc rất là to và đựng cũng khá là nhiều sản phẩm đấy. Rồi, chúng ta sẽ có này, đây như kiểu là một cái hắt đó để chúng ta bắn PUBG. Đấy, bắn PUBG. Bắn PUBG bằng bàn phím và chuột. Và đây là cái gì? Đây là củ sạc nhá. Đó, hấp dẫn chưa? Wow, rất là nhiều củ sạc luôn. Wow. Wow, nhiều thế. Kiểu mở phụ kiện bán luôn được cũng được đấy nhỉ. Và đây là cái cáp. Wow, cái cáp mà đựng trong hộp to vãi chưởng luôn. Rồi, đây là tất cả những cái sản phẩm mà mình nhận được từ UGREEN lần này. Rồi, ở đây nữa sẽ có cái bộ để bắn PUBG bằng bàn phím và chuột. Hay chưa? Anh em nào mà chơi game gà như mình này thì có thể gọi đây là hack. Đấy, để chúng ta dùng cái bộ này để cắm chuột bàn phím, bắn như bắn trên máy tính luôn. Đấy, chơi trên điện thoại nhưng mà bắn kiểu giống máy tính. Đấy, bắn cái này vô đối luôn. Thì trong này mình thấy có hai hộp nên mình sẽ quyết định tặng một cái, nhưng mà ở giveaway sau, ở video sau nhá. Video sau mình sẽ tặng một cái này, tại vì UG gửi mình hai cái này nên mình sẽ tặng một. Trong video sau mình sẽ review chi tiết cái này cho anh em xem nó như thế nào và tặng cho anh em nhé, một cái. Anh em đón chờ video giveaway sau nhé. Và đây, trong giveaway này mình sẽ tặng đây. Nói chung là cứ tặng cái nào mà UGREEN gửi, cái nào mà double thì mình sẽ tặng một. Ví dụ như là mình sẽ tặng đây, ở đây có tổng cộng là củ sạc và cáp thì mình sẽ tặng củ sạc và cáp. Thì trước tiên mình sẽ review trước, rồi sau mình sẽ tặng sau. Củ sạc PD power adapter. Đó. Nó củ sạc ngon, sạc nhanh. Rồi, nguyên siêu bóc ra. Anh em lưu ý đây là củ sạc chính hãng, sạc nhanh, sạc xịn. Xịn chính hãng nên giá nó cũng không rẻ nhá. Đó. Và mình sẽ tặng một củ sạc này, UGREEN này, hộp rất đàng hoàng luôn. Đây, bên trong thì chúng ta sẽ có một cái củ sạc nguyên siêu như này. Đó, có siêu như này, siêu dán nhá, mình không bóc cái này ra, tặng anh em. Ở đây thì có thông số là 5V 3A, 9V 2A và 12V 1,5A, 18W max, sạc nhanh anh em. Củ sạc một đầu PD, anh em phải có cái cáp PD nhá. Cáp cổng Type-C ở đây. Đó. Ok, sẽ tặng đầu tiên là tặng cái này này. Có hai cái. Thank you này, thank you đã mua sản phẩm này, thank you đã order. Và cái sách, đây sách hướng dẫn sử dụng. Ok, đầu tiên là cái phần quà này. Tiếp theo là tặng củ này. Ôi, củ này có 3 cái cơ. Thông số của nó là cũng 5V 3A và 18W max. Rồi, ok, bóc thử một củ ấy nhá. Củ này thì nó cũng gọn, sạc xịn anh em, giá mấy trăm nghìn một củ đấy. Nguyên siêu, đều có hộp. Củ này hình như nó bè, nó dẹp hơn, có những cái tag và cái sách hướng dẫn nhé. Đây cũng siêu nguyên siêu của củ sạc luôn. Đó, cũng 9V 3A và 18W max, sạc nhanh. Nó dẹt hơn, cũng đầu Type-C nhá, có cổng PD ấy, vào delivery, sạc nhanh. Nó này luôn, cầm nặng trịch và chắc tay. Tặng một củ này nhá. Ok, và đây là cái cáp, 3 cái cáp. Đó, cáp này là cáp Type-C ra Lightning đấy, sạc cho iPhone. Và anh em nào mà sạc cho những thiết bị Android thì là Type-C, một đầu là Type-C, đầu còn lại là micro usb hoặc là Type-C nữa, hai đầu Type-C. Đấy cũng là cáp sạc nhanh nhá. PD fact tracking USB-C. Ok, sẽ tặng cái cáp nữa. Rồi, đây anh em, cáp rất là chắc, dày, dây chống rối, và đây cái dây. Dây này là dây dây dù này, rất là dày, và đây đầu Type-C này, hoàn thiện cực kỳ tốt luôn. Đấy, có logo UGREEN bằng kim loại. Đầu đây đầu Type-C và đầu Lightning. Sẽ tặng cái cáp này. Để xem là rồi mình nhận được như này thì mình sẽ tặng là giải nhất sẽ là một củ sạc và một cái cáp. Đó, giải nhì sẽ là một củ sạc và giải ba là một cái cáp. Hợp lý không anh em? Đó, đó là ba cái phần quà mình sẽ giveaway trong video này. Và ngoài ra thì mình sẽ giới thiệu tới anh em một cái cáp PD cổng DisplayPort nhé. Không phải HDMI. Đây là cổng display ra display. Đó, để cắm vào màn hình máy tính. Đấy, những cái cáp màn hình mà cổng DP, TV này, hoặc là notebook, hoặc là máy chiếu, hoặc là màn hình nguyên siêu. Ở đây có những cái địa chỉ web này, UGREEN Việt Nam này. Đây là một cái dây thôi. Đó, cái dây cáp này thì cực kỳ ngon luôn. Tại vì trước mình cũng mua cái cáp HDMI mà, nên mình biết. Đấy, ui, xịn sò luôn ạ. Anh em nhìn này, anh em nhìn cái dây này, trời ơi, kết vãi trưởng luôn. Đấy, cả cái quấn nữa này. Đó, quấn có logo UGREEN luôn. Đấy, cái dây hoàn thiện siêu ngon luôn. Đầu kim loại UGREEN, cầm mát. Đấy, cổng DisplayPort đây anh em. DisplayPort thì nó bị khuyết như này, không phải kiểu HDMI. Đó, hai đầu DisplayPort nhá. Cái này để mình cắm vào màn hình máy tính. Đó, dây cực kỳ to và dày luôn. Rồi, UGREEN nhá, những cái sản phẩm này nếu mà anh em muốn mua thì mình để link mua dưới video. Đó. Rồi, đây, những phần quà mình tặng trong video này. Giải nhất là một củ sạc và một cái cáp, giải nhì là một củ sạc và giải ba là một cái cáp. Cách để nhận những phần quà này thì mình sẽ để link tham gia giveaway ở dưới video nhé. Anh em xuống dưới xem cách chơi. Hy vọng là được nhiều anh em tham gia để mình sẽ tiếp tục xin UGREEN những cái phần quà giá trị khác để tặng tới anh em. Và trong video sau mình sẽ tặng một cái này nha anh em, cái bộ để anh em chơi game bắn PUBG, hay là bắn những cái game sinh tồn Free Fire, những cái game bắn súng sinh tồn, dùng chuột và bàn phím để bắn nhá. Ngon chưa? Bộ này cũng rất là giá trị, thì mình sẽ tặng ở video sau. Anh cảm thấy video hay và thú vị thì đăng ký kênh, ấn chuông quỳnh mình nhá. Cảm ơn anh em theo dõi video. Bye bye, chúc anh em nhận được những phần quà rất là giá trị ở đây.